Neymar khóc khi rời sân trên cáng. Ngôi sao Neymar bị bong gân cổ chân nhưng không gãy xương với chấn thương ở trận PSG thắng Lille 4-3 hôm 19 tháng 2. Phút 48, Neymar bị tiền vệ Benjamin André phạm lỗi từ phía sau khiến cổ chân anh bị gập ngược lại. Ngôi sao 31 tuổi kêu lên đau đớn còn đồng đội quanh anh khẩn cấp gọi nhân viên y tế vào sân. Sau khoảng 3 phút chữa trị, Neymar rời sân trên cáng cùng những giọt nước mắt. Khi đó, PSG dẫn Lille 2-1 còn anh ghi một bàn. Sau trận, PSG thông báo Neymar không bị gãy xương khi được chụp cộng hưởng từ MRI. Tuy nhiên, bác sĩ chẩn đoán ngôi sao Brazil bị bong gân mắt cá chân phải. Ngày 20 tháng 2, Neymar sẽ được kiểm tra kỹ hơn mức độ bong gân để xác định anh sẽ phải nghỉ thi đấu trong bao lâu. Theo trang Crypto Play, một ca bong gân thông thường khiến cầu thủ phải nghỉ tập từ 1 đến 3 tuần. Còn nếu mức độ nặng hơn, họ sẽ không thể thi đấu từ 6 đến 12 tuần. Chấn thương của Neymar khiến PSG lo ngại bởi họ chỉ còn cách trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Bayern 17 ngày, tức hơn 2 tuần. Ngay cả với mức độ chấn thương không nặng, Neymar cũng bỏ ngỏ khả năng chơi ở Allianz Arena. PSG gần như không còn cầu thủ tấn công thành danh nào khác ngoài Neymar, Lionel Messi và Kylian Mbappé. Họ thường phải dùng những cầu thủ U21 như Hugo Ekitai, thậm chí U17 như Warren Zaïre-Emery nếu một ngôi sao vắng mặt. Huấn luyện viên Christopher Gauthier sẽ chịu mất mát không nhỏ nếu Neymar không kịp bình phục. Dù chịu đau, Neymar vẫn bình luận trên Instagram chúc mừng Messi khi siêu sao Argentina ghi bàn quyết định giúp PSG thắng ngược Lille 4-3. Còn trong phỏng vấn sau trận, Mbappé gửi lời chúc Neymar mau bình phục chấn thương. PSG cũng có nguy cơ mất hậu vệ trái Nuno Mendes trong những trận tới khi anh bị giãn dây chằng đầu gối phải. Hậu vệ người Bồ Đào Nha phải rời sân ở phút 31 nhường chỗ cho Juan Bernat. Cả Neymar lẫn Mendes đều được kiểm tra kỹ hơn trong 48 tiếng tới. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.